Có khi nào mà chị ngồi chị suy nghĩ chị nói ủa tại sao mà cái số phận của chị nó lại khổ như vậy không? Không biết, nhưng mà suy nghĩ chắc kiếp trước mình cũng tạo cái nghiệp gì đó, bây giờ kiếp này thì mình phải trả thôi. Mà chắc chắn là nhận hết kiếp này thôi, không có kiếp thứ hai nữa đâu. Sao mình biết được? Biết chứ. Kiếp lai sinh mình đâu có biết được. Biết, tại vì mình phát nguyện rồi, khi bỏ thân này được sinh về cõi A Di Đà mà. Về nhà thì niệm ở nhà có thờ Phật A Di Đà. Nên chắc chắn là không có kiếp thứ hai nữa đâu. Nên cứ vui mà sống đi, nghĩ như vậy đó. Chị quá cực. Chị cực nhưng mà không bao giờ thấy nói chuyện mà chị gọi là chị không nở nụ cười. Thực sự chị cực tới cái mức mà chị không còn thiết làm người nữa. Chị cười đó nhưng mà em biết chị rất là đau trong lòng đó. Có nghĩa là tối cũng suy nghĩ cũng đau lắm. Chị nghĩ sao mà chị nghĩ sao mà chị nghĩ là kiếp sau chị không còn kiếp sau nữa, có nghĩa là chị không còn thiết trở lại. Ai người ta cũng muốn lai sinh, người ta trở lại kiếp sau ta được làm người, mà chị đây thì chị không có muốn cái kiếp nữa. Khổ quá, sợ quá rồi. Sương hơi ấm con kề bên, thắp tia ánh sáng xuyên bỏ một lần còn chưa được nữa, thêm lần nữa thấy khổ quá, khổ rồi thực sự. Chị cười mà em khóc, em nói thiệt. Chị Út á, chị không dám khóc, bởi vì chị sợ bé Tâm xúc động, bé Tâm bị tim. Cho nên là chị cứ cười, chị nói về cái hoàn cảnh của chị mà chị cười không ạ. Mà cái nụ cười của chị vẫn chịu không nổi.